Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh của Tài Miễn Phí. Thì trong video trước, Tài Miễn Phí đã hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký cái tài khoản Momo và nhận về cái phần quà trị giá 600k. Thì các bạn sẽ xem cái video này này. Và mình đã hướng dẫn rất là chi tiết về cách tạo tài khoản cũng như các cái lưu ý để các bạn tạo tài khoản nó đúng và nhận về cái phần quà trị giá 600k khi các bạn tạo cái tài khoản qua cái đường link của mình cũng như là cái mà ưu đãi ở đây. Thì đã có rất là nhiều bạn nhận được cái phần quà này đây. Thì mình có chúc mừng một số bạn. Tuy nhiên thì mình thấy rằng một số bạn thì chưa biết cách sử dụng những cái mã ưu đãi mà Momo nó dành tặng cũng như là cách đổi ra tiền mặt. Vì vậy thì Tài Miễn Phí làm video này để hướng dẫn cho các bạn cách để sử dụng cái mã ưu đãi của Momo hoặc là cách để các bạn chuyển ra tiền mặt nha. Ok, bây giờ mình bắt đầu vào video nhé. Ok, thì đầu tiên để sử dụng cái mã ưu đãi trên cái ứng dụng Momo thì các bạn hãy truy cập vào ứng dụng Momo nha. Các bạn chọn vào Momo này. Sau đó thì các bạn chọn vào mục ưu đãi này. Đấy. Các bạn để ý cái dòng phía trên quà của tôi, các bạn click vào. Thì tại đây các bạn sẽ thấy được những cái mã ưu đãi mà Momo nó gửi tặng các bạn. Khi các bạn đăng ký qua đường link và nhập cái mã chia sẻ của mình thì các bạn cũng nhận được một phần quà trị giá 600k là gồm những cái mã ưu đãi như nha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sử dụng. Thì nó sẽ có những cái mã ưu đãi như thế này. Chẳng hạn như các bạn có thể dùng cái mà tặng 100.000 khi thanh toán tất cả các dịch vụ trên Momo. Thì nếu các bạn muốn sử dụng cho gia đình mình á thì với cái mã ưu đãi này các bạn có thể sử dụng để thanh toán điện nước internet rồi các cái hóa đơn mua bán tiền kỳ vân vân rất là nhiều. Đấy. Hoặc là các bạn có thể nạp tiền điện cho người thân mình sau đó thì lấy tiền lại chẳng hạn như vậy thì các bạn sẽ đổi được tiền mặt đúng không ạ. Thì mình sẽ vào cái mã ưu đãi để đọc nha. Thì nó sẽ ghi những cái thông tin trên cái này chẳng hạn như là hàng sử dụng là 10 ngày kể từ khi nó tặng mình. Rồi mỗi quà tặng thì chỉ được áp dụng một lần. Và thẻ quà tặng thì không được hoàn tiền. Cái này có nghĩa là chẳng hạn như có hóa đơn của bạn nó chỉ có 94.000 thôi. Thì nó còn 6.000 nữa mới đến 100 luôn mà. Khi các bạn áp dụng cái mã ưu đãi này á, thì các bạn không trả đồng nào. Tuy nhiên thì 6.000 đó nó không có hoàn về ví cho các bạn nha. Mắc luôn. Đấy. Còn nếu các bạn trả một cái đơn nó cao hơn 100.000 á, thì các tài khoản của các bạn nó phải có tiền nha. Đấy. Ok. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để trả tiền điện trên Momo nha. Các bạn chọn vào mục Momo này. Momo. Sau đó các bạn chọn vào mục là thanh toán hóa đơn. Thì khi các bạn nạp tiền điện á, thì thường nó sẽ có một cái mã khách hàng trên cái biên lai thiêu tiền điện hoặc là trên cái điện thoại mà người đăng ký á, thì nó sẽ gửi một tin nhắn. Nó sẽ có cái mã khách hàng đó thì các bạn điền vào cái mã khách hàng đó có nhập hóa đơn này bạn chọn vào đây sau đó thì các bạn điền vào chẳng hạn mình điền đây pp 2007 123 6066 6066 các bạn chọn vô điện lực Hậu Giang phía dưới này, chọn vào. Thì lúc này hệ thống nó sẽ tìm ra cái hóa đơn. Đấy. Thì các bạn so sánh cái mã khách hàng này, cái tên xem nó đúng chưa và cái số tiền. Thì mình thấy ba cái này nó đúng rồi. Sau đó thì các bạn nhấn vào chữ thanh toán. Đấy. Thì tới cái bước này các bạn chú ý cho mình nha. Thì các bạn phải áp cái mã khuyến mãi vào. Đấy. Để áp cái mã khuyến mãi các bạn chọn vào mục là chọn thẻ quà tặng. Các bạn nhớ áp cái mã khuyến mãi nha. Chứ nếu các bạn không áp á, thì nó sẽ không giảm đâu. Đấy. Thì các bạn chọn vào thẻ quà tặng này. Tại đây thì các bạn chọn cái mã khuyến mãi. Nó phù hợp với cái này. Thì từ đây mình có cái tặng 100 thanh toán tất cả dịch vụ này. Nó phù hợp với hóa đơn này. Thì mình chọn vào. Sau đó mình nhấn sử dụng. Đấy. Thì các bạn thấy cái đơn này á là nó rất là nhiều tiền.
lúc nãy là 130.493 thì nó đã trừ đến 100.000 rồi, còn cái 70.493 đồng thôi. Phải rất là ít đúng không ạ? Sau đó thì mình sẽ nhấn xác nhận. Đến bước này thì các bạn điền cái mật khẩu giao dịch Momo á mà lúc trước mình hướng dẫn các bạn tạo ấy, điền vào. Mình sẽ điền cái mật khẩu Momo vào đây nha. Ok, thì như vậy mình đã thanh toán thành công cái hóa đơn liệt này. Các bạn có thể vào cái chi tiết giao dịch bằng cách click vào cái nhà này. Sau đó các bạn nhấn vào một thông báo, cái chung phía trên này đây. Đây, chỗ này có chi tiết này. Hoặc là các bạn click vào chữ giao dịch cũng được. Đó, thế này, các bạn chọn vào đây. Đấy, thì nó sẽ có cái chi tiết giao dịch. Đấy, các bạn vừa tạo thành công này. Đấy, được không ạ? Thì đó là cách các bạn dùng cái mã ưu đãi để thanh toán điện, nước. Đó, thì nó cũng tương tự nhau thôi, hoặc là Internet. Còn đối với những cái mã ưu đãi khác á, chẳng hạn như các bạn cái mã ưu đãi này quà của tôi này, chẳng hạn các bạn sử dụng cái mã ưu đãi này đây, tặng 50.000 thanh toán cửa hàng tiện lợi, mình chọn vào xem này, thì với cái mã mà tặng 50.000 thanh toán cửa hàng tiện lợi này thì các bạn sẽ dùng để thanh toán ở các cái cửa hàng tiện lợi nha, và nó sẽ được giảm 50.000. Thì để sử dụng nó đơn giản lắm. Các bạn chỉ cần nhấn vào chữ sử dụng cho mình. Các bạn điền cái mật khẩu Momo vào đây nha. Đấy, thì lúc này thì các bạn sẽ đưa cái mã này cho Thu Ngân. Chẳng hạn các bạn vào cái cửa hàng tiện lợi các bạn mua thì các bạn đưa cái mã này cho Thu Ngân thì người ta sẽ quét cái mã này. Đấy, người ta sẽ quét cái mã này và cái đơn hàng mà bạn mua nó sẽ được giảm đi 50.000. Tuy mà thì cái này tùy theo cái mã ưu đãi thôi, các bạn vào đọc thôi thì nó sẽ được giảm 50.000. đấy, chẳng hạn 100.000 các bạn đưa cái mã này thanh toán thì chỉ cần thanh toán cho họ 50.000 là xong. Đấy, thì cũng tương tự với những cái mã khác, chẳng hạn như cái mã thanh toán cà phê này cũng vậy, các bạn chọn xem nó này. Đấy, thẻ quà áp dụng cho giao dịch thanh toán có giá trị từ 70.000 trở lên. Đấy, không áp dụng đồng thời. Đấy, và các danh sách mà cửa hàng nó chấp nhận này, Phúc Long này, Scope Coffee House này, Đen Đá này, Gông Cha này, Thức Coffee này, Cộng Cà Phê này, vân vân. Các bạn thanh toán với Momo thì các bạn cũng nhắn vào sử dụng. Các bạn điền cái mật khẩu Momo của bạn vào đây. Sau đó các bạn đưa cái mã này cho nhân viên họ quét thì nó sẽ được giảm 50.000. Đấy, được mà. Còn đối với cái mã ưu đãi là tặng 100.000 khi thanh toán bằng Tiki á thì các bạn có thể quét mã vạch để nó ra giao dịch. Sau đó thì các bạn chọn cái mục ưu đãi này cho cái đơn hàng của Tiki thì các bạn cũng được giảm 100.000 nha. Ok chưa ạ? Thì đó là những cái cách để các bạn sử dụng các cái mã ưu đãi của Momo khi đăng ký Momo lần đầu. Thì mình lần trước đã thực hiện để các bạn đăng ký Momo để mà nhận cái phần quà. Tuy nhiên thì mình cứ đắn đo suy nghĩ là không biết các bạn có biết cách áp dụng hay không, hoặc là có biết cách để mà đổi ra tiền mặt hay không. Đấy, vì vậy thì mình thực hiện cái video này. Nếu các bạn muốn đổi ra tiền mặt á, thì có thể nhắn tin cho mình nha. Nếu thấy video của Tài miễn phí hữu ích, hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.